chắc chắn rằng Bitrider sẽ phải là player bắn được rất tốt trong tình này, nhưng anh ta là người phải nằm xuống đầu tiên. SkyG có mạng, chuẩn lấy mạng Berserk, về là hạ gục đi vị trí của Blaze King. Trước đó SkyG là người duy nhất phải nằm lại, và giờ thì bộ đôi Frostmite cùng với đó cái Tameton sẽ phải làm cực kỳ tốt. Nhưng con da của Chun không, Chun có mạng triple kill Tameton khi ta kết thúc cả Vera cũng như Tem Z. Và giờ thì quả Spike đã đi phiêu được một nửa rồi. Tameton đối đầu với Chun và anh ta không thể gỡ nổi quát kill Tameton rất vất vả đến từ layout của Boom Esports. Đó là Dick này không đây, không, Tameton không bắt được ai nữa cả. Một phát được trả ra rất chán, nhưng Flipsider có một phát hiện ra được cả vị trí Tem Z đâu, và đó là đốt một kill Flipsider. Player cuối cùng sẽ là anh khẩu không được rồi. Khẩu Tour de Force không thể lên tiếng, một tình huống bắn tay quá thọ cho được cái tên Flipsider. Còn tượng săn đầu người có vẻ như vẫn chưa có tác dụng gì cho DXN. Nhưng đây rồi, SkySG đã tới, tiếp tục lại là cái tên Blaze King với triple kill. Đã có một người di chuyển qua trong side, đó chính là Tameton, nhưng không ai biết điều này cả. Tameton không thể vượt qua được vị trí của SkySG. Một tình huống búp Simicon và sau đó vào B, nhưng Flipsider với cầu Frenzy cũng đã kịp có cho mình một mạng trước khi phải nằm xuống. SkySG bị đổi mạng với Frostmite, Blaze King hạ cũng được Vera rồi. Như vậy thì ba người vào trong B là Spike, và họ nằm lại cả ba luôn. Vẫn còn công cụ Afterplan đến từ các thành viên của bên phía team NoNamers. DXN vẫn đang phải giữ lại ở cửa khu vực gara, trong đó Chun đã phát hiện ở vị trí của anh chàng Tameton. Có một cho anh ta rồi, Chun làm đôi, nhưng Blaze King cũng lấy mạng của DXN và 1v1. Blaze King vẫn là người chiến thắng. Một máu còn lại. Con Jet cũng đã binh cho những người đồng đội về vị trí của anh chàng Scary, và lại là một bức tường counter. Thảnh không cần phải giấu footstep, 4 kill từ Mon Jet. Và có một cái AI không đây, khi mà Suzy Boy đã có 2 điểm hạ gục rồi. Mon Jet nhìn thấy vị trí của Suzy Boy, nhưng có vẻ như bị lỡ thông tin. Dash quá nhanh. Trời ơi, tình huống xử lý 1v1, một chiến thắng đi cùng với một cái ace, và một chiến thắng đi cùng với một cái ace. Đây thì Fortune bắt đầu thông vào Gara với sự trợ đồng đội. Sẽ là một bài đánh tổng cộng vào C thôi, khi mà cả Long và cả Gara đều đang ấp vào. Ở trong C thì quyết định là bắn lùi sâu an toàn tại Erola, nhưng ở khu Gara thì cái tên hai dí vẫn làm được một. Erola cũng vậy, nhưng bên kia họ đổi đến 3 đến 4, và đó lại là cái tên Benkai lên tiếng. Benkai đang có mắt thì đấu quá ư thành công với cả con bé Cypher đi. Em mũ biết được người vừa là cứu dành cho Benkai. This could be absolutely brutal flaring. What a dodge!